Wow, mình đã một trên một đoạn đường đi tìm xe MC Queen các bạn. À, dưới này có một cái xe gì nè các bạn. Wow, dưới này mình thấy một cái xe màu tím các bạn. Qua bên này có một bãi xe luôn. Wow. Bãi xe Fuller Fusion Hornet các bạn. Những bánh xe có màu đỏ nha. Wow, chiếc xe Spiderman, wow, thật là đẹp. À, chiếc xe đây có mạ vàng bánh xe luôn các bạn. Batman, xe màu tím của Batman các bạn. Thì sao có mấy cái gai gì nó ghê nha. Chiếc xe đây. Floor. Wow, xe khủng long nè. Dinosaur car. Francisco. Wow. Còn cái xe màu đỏ này là gì? MC Queen Lightning chứ là gì các bạn? Thật là đẹp nha. Wow. Bên này có những cái xe nè. Wow, xe siêu anh hùng Starlord. Đây luôn cô, xe 51 các bạn. Wow, MC Queen, theo mấy kiểu rồi. Chiếc răng trúng nè. Đây là gì đây? MC Queen Rest Car. Wow, đấy luôn cô. Mini Car. Đổ luôn nè. Wow, ở này có thật như là nhiều những cái xe các bạn. Wow, xe Spider-Man. Wow. Cùng mình khám phá nha. Xe đây. Một chiếc máy bay các bạn. Wow, chiếc máy bay thật là đẹp. Wow, xe Frank. Có những cái sườn rất là ghê các bạn ơi. Đây là gì đây? Một cái xe quả cầu lửa rồi. Ghê chưa? Wow, xe sấm sét. King Quester. Wow, con Dinoco số 43 các bạn. Wow, xe Spider-Man. Spider-Man rất đẹp luôn. Wow, nè. Superhero, the Spider-Man. Wow, Avenger. Yes, Monster Car. Wow, Monster Tiger. Wow, gỗ xe luôn các bạn. Wow, bye bye.